Vâng, trên tay tôi đây là một sản phẩm mới của shop đồ chơi di động. Đây là tay cầm chơi game dành cho điện thoại. Nó có kích cỡ khoảng từ 4.7 đến 6.5 inch. Thì đây trên tay tôi đây là một con LG của anh chủ shop mới mượn được. Thì cầm trên tay rất là háo hức. Thì sau khi mà kiểm tra sơ bộ qua thì đây nó chỉ đơn thuần là một phần giữ tay game thôi, nó chống chúng ta không bị rớt máy hoặc là khi mà cầm thì thao tác trên đây sẽ dễ hơn, không bị che lấn phía màn hình. Phía sau nó có một bộ phận để hỗ trợ giữ chắc hai bên để không bị bung ra mỗi khi mà vào trong bát. Giờ rất là chắc chắn, khi mà mở ra chúng ta có thể tháo nó ra được. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Rock. Phía đằng sau nó có hai phần cao su, đệm cao su để che cho thân máy không bị va đập hoặc là không bị chảy xước. Nhưng mà theo tôi nghĩ tốt nhất mấy bạn nên sử dụng một cái ốp lưng để sử dụng chung với sản phẩm này, tại vì phần giữ hai bên nó không có phần cao su đệm lót, có thể dẫn đến chảy máy nếu mà ta gắn không cẩn thận. Phía bên hông chúng ta có thể nó róc chừa cho ra một lỗ để dùng để cắm sạc khi chơi hoặc là tai nghe. Sản phẩm này rất là nhẹ thôi, thì nếu bạn có nhu cầu thì cứ tìm hiểu thêm trên mạng, và sau đó nếu thích thì cứ đến với shop đồ chơi di động. Cảm ơn các bạn đã xem clip.